Tại sao cứ phải chọn nghề đấy ạ? Con cũng đã từng hỏi bố như thế. Thế bố bảo sao? Chán phèo. Cứ như kiểu nghề chọn người này nọ ấy. Thì nếu bắt mẹ trả lời, chắc mẹ cũng chẳng biết trả lời thế nào, rồi lại chán phèo con nhỉ? Mẹ cười rồi nhá. Thôi, mẹ nghỉ đi. Con về phòng đây. Mà mẹ nhớ không được buồn nữa nhá. Con yêu mẹ. Đẹp. Ok. Anh. Chào cậu. Anh có phải là người cứu cô gái chèo thuyền mà bị đuối nước không ạ? Tôi... Đúng là anh rồi. Em gặp ai một lần là em nhớ đến già luôn. Không nhầm được đâu. Anh cứu ai đuối nước ạ? Thì anh... Eo ơi, nhìn gợi đòn quá nhá. Ngại quá, anh đang tập thể dục. Không sao, anh cứ tập đi. Em tìm anh có việc gì không? Mà sao em biết nhà anh? Anh hỏi nhiều quá em không kịp trả lời hết. Hay là anh mời em vào nhà đi rồi em trả lời dần.